bé tí hon. Ngày xưa, có một bà quá già hiếm hoi, mong có một đứa con vui vầy lúc tuổi già, mà mãi cũng không được. Bà chỉ còn biết trao gửi tình yêu thương của mình vào cây cỏ, hoa lá trong vườn nhà, bằng cách ngày ngày chăm bón và ngắm nhìn chúng mà không hề biết chán. Một hôm: "Ôi, loài hoa này thật đẹp." Thật bất ngờ, khi bà đặt môi lên hôn nụ hoa, bỗng từ bên trong nhụy hoa xuất hiện một cô bé xinh đẹp tí hon như ngón tay cái. Thật là thần kỳ, trông con bé mới đáng yêu làm sao, nó cũng xinh đẹp y như bông hoa vậy. Con gái đáng yêu, hãy về nhà sống cùng ta nhé. Ta sẽ làm cho con một chiếc nôi vô cùng đặc biệt và đáng yêu từ cây cỏ thiên nhiên trong vườn. Ôi, con thích lắm, con cảm ơn mẹ. Hả? Mẹ? Con vừa gọi ta là mẹ ư? Ôi, con gái nhỏ, thế là từ nay cuộc sống của ta sẽ bớt cô đơn và ý nghĩa biết bao vì ta đã có con rồi. Cảm ơn ông trời đã ban cô bé đáng yêu này cho con. Con sẽ chăm sóc, yêu thương con bé như là con đẻ của mình. Từ đó, bà nuôi dưỡng, chăm sóc cô bé tí hon rất chu đáo. Cô bé tí hon cũng vui sướng sống trong sự yêu thương của bà quá. Cuộc sống của họ cứ diễn ra bình yên như thế cho đến một ngày. Coi kìa, cô bé tí hon này mới xinh đẹp làm sao. Con trai mình mà cưới được con bé này làm vợ thì hẳn là thích lắm đây. Ta phải bắt nó về cho con trai ta mới được. Đây sẽ là chồng của con. Nó đang dựng một căn phòng mới cho con. Hai con sẽ sống sung sướng trong căn phòng đẹp đẽ ấy giữa chốn bùn lầy này. Bây giờ con cứ đợi ở đây đã. Hoàn thành xong ngôi nhà, cha con ta sẽ đến đón con ngay. Không, không, hãy thả tôi ra đi. Tôi không muốn lấy con trai của lão đâu. Thả tôi ra đi. Kìa, hình như cô bé tí hon xinh đẹp đang trên tàu lá sen. Chắc chắn bố còn lão Cốc định bắt cô bé rồi. Chúng ta phải cứu cô bé ấy mới được. Cô bé tí hon ơi, đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ cứu cô. Thật may mắn cho cô bé tí hon đã được đàn cá con tốt bụng cứu thoát khỏi bố con lão Cốc gớm ghiếc. Wow, cô bé tí hon thật là xinh đẹp. Tàu lá đưa cô bé qua nhiều xứ lạ. Cô bé thích thú và sung sướng vì được chu du ngắm nhìn cảnh đẹp khắp mọi nơi. Nhưng cuộc sống cứ thế trôi dạt, chẳng có thứ gì để ăn. Cô bé đành uống những giọt nước đọng trên những tàu lá để sống. Ôi, mình đói quá, phải dừng lại ở nơi này để kiếm thứ gì ăn mới được. Nhỏ đáng yêu ơi, chim bị sao thế này? Tôi bị vội bay theo đàn mà đâm vào một cành cây nên bị ngã xuống đây. Cánh của tôi đang đau quá. Thật là tội nghiệp, cố gắng chịu đựng nha. Tôi đi kiếm lá đắp cho chú, sẽ hết đau ngay thôi. Nằm ngoan ở đây nha, cố chịu đựng một lát sẽ đỡ ngay thôi. Giờ thì uống một chút nước nào và nằm đây đợi tôi nha. Tôi sẽ quay lại với chú sau khi tìm được một chút thức ăn. Cảm ơn cô bé tí hon xinh đẹp, tôi đã đỡ nhiều rồi. Cô hãy cứ đi tìm thức ăn đi. Mùa đông lạnh giá cũng sắp đến rồi, cô nên tìm chốn để nương nhờ qua mùa đông này. Tôi nghĩ một chút khỏe rồi cũng phải bay về vùng nhiệt đới ấm áp ngay thôi. Một ngôi nhà kìa, mình phải vào xin chút ít thức ăn mới được. Làm ơn, có thể cho tôi xin một ít lúa mạch được không? Trời ơi, cô bé mới xinh đẹp làm sao?
tự dưng lại có mồi ngon đến trước cửa nhà mình thế này? Phải phím ngay cho lão chuột cống háo sắc biết mới được. Kiểu gì lão chả thưởng hậu hĩnh cho mình. Ồ, cô gái Tí Hon xinh đẹp, nào hãy cứ vào nhà đi đã, có nhiều thứ để cho cô ăn đấy. Mùa đông đến rồi, ở ngoài lạnh lắm. Vào đi, vào đi. Thế nào lão chuột cống cũng thích lắm đây. Con bé xinh đẹp thế cơ mà. Này cô bé, cô có muốn ở lại đây với ta không? Đằng nào mùa đông cũng sắp đến, mà xem kìa, cô chẳng có lấy được một chiếc áo ấm thì làm sao ra ngoài kia được. Chi bằng cứ ở đây với ta hết mùa đông này cho vui, vì ta cũng chỉ ở có một mình thôi. Ôi, ngài đã đến rồi đấy à, mời ngài vào. Cô kiếm đầu ra con bé xinh đẹp thế kia. Chà chà, ta chưa từng thấy ai đáng yêu và xinh đẹp như thế. Cô đúng là tinh tường thật, được lắm. Chuyện, nhưng mà ngài phải trả cho tôi khoản khá khấm vào thì tôi mới cho ngài mang con bé đi á. Được cô bé xinh xắn thế làm vợ là nhất lão rồi. Được, được, nhất định là thế rồi. Trời ơi, mình đang bị rơi vào ổ quỷ mất rồi. Họ đang định bắt mình. Một chuột đồng kia định dẫn dắt bán mình cho lão chuột cống xấu xí già nua ấy. Hả? Con bé chạy trốn mất rồi. Đuổi, đuổi theo ngay. Ôi, lạnh quá. Biết đi đâu bây giờ? Cô bé Tí Hon, mau lên lưng tôi đi. Tụt mất con bé rồi. Thế là chú chim đã đưa cô bé Tí Hon đi cùng mình về vùng đất phương Nam ấm áp tươi đẹp. Đến được xứ sở nắng ấm, chim đã đặt cô bé vào một bông hoa to đẹp nhất. Ở đó, cô bé Tí Hon rất vui như được trở lại cuộc sống trước đây của mình. Xin chào em, ta là tiên hoa của các bông hoa ở đây. Rất vui được đón mừng em, cô bé Tí Hon xinh đẹp tuyệt trần. Ta đã chờ em ở đây rất lâu rồi. Nếu cưới ta làm chồng, em sẽ là hoàng hậu của các loài hoa ở đây. Và em sẽ sống thật hạnh phúc. Sau khi trải qua nhiều nghiệt ngã, trong một khung cảnh tuyệt đẹp như hiện tại, cô bé rất cảm động và vui mừng khi nghe được lời cầu hôn của chàng tiên hoa. Chàng nắm lấy tay của cô và ngay lập tức đôi cánh xuất hiện trên vai cô bé. Từ đó, cô bé Tí Hon trở thành hoàng hậu tiên hoa. Rồi một ngày, thề theo ước nguyện của vợ mình, chàng tiên hoa đưa cô bé Tí Hon trở về thăm người mẹ già năm xưa. Biết được con gái Tí Hon sống hạnh phúc bên chàng tiên hoa, bà mẹ vô cùng mừng rỡ và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Về quê. Cháu chào cậu. Cháu đang sắp hành lý chuẩn bị về quê đó à? Vâng ạ. Cháu phải xin phép mãi ba mẹ mới đồng ý cho cháu tự đi xe máy về quê đó. Chứ chặng đường có mấy chục cây số thôi mà. Cháu cứ chủ quan như vậy là không được đâu. Cậu qua đây cũng để dặn dò cháu trước khi đi. Cháu hãy nghe kỹ nè. Nếu cháu thấy dọc đường có đồ rơi, tuyệt đối không được nhặt. Đặc biệt là ví nhé. Tại sao lại thế ạ? Cháu chẳng biết gì cả. Đó là chiêu lừa lọc đó. Chỉ cần cháu nhặt ví lên thì lập tức sẽ có người ồ ra bắt vả cháu. Nếu cháu có dừng lại hàng quán nào thì chớ có ăn uống gì. Ở quê nổi tiếng mấy món phở chặt chém đó. Điều nữa đặc biệt quan trọng, nếu có ai xin đi nhờ xe, cháu tuyệt đối không được dừng xe. Không cho đi nhờ, cháu không thể biết được họ có âm mưu gì đâu. Không khí đồng quê thật là thích quá. Ủa, cái gì kia? Một chiếc ví bị rơi. Nhưng... nếu cháu thấy dọc đường có đồ rơi, tuyệt đối không được nhặt. Đặc biệt là ví nhé. Đó là chiêu lừa lọc đó. Chỉ cần cháu nhặt ví lên thì lập tức sẽ có người ồ ra bắt vả cháu. Nhưng lỡ như có ai đi đường đánh rơi thật thì sao nhỉ? Đúng là có người đánh rơi ví rồi. Mệt quá, mình phải dừng lại nghỉ chân một lát đã. Bác ơi, cho cháu chai nước suối tinh khiết. Có ngay. Nước của cậu đây, cậu có dùng đồ ăn gì không?
Ở quán của tôi có món phở gà đặc sản rất là ngon. Nếu cháu có dừng lại hàng quán nào thì chớ có ăn uống gì. Ở quê nổi tiếng mấy món phở chặt chém đó. Nghĩa là họ chào mời ta ăn rồi, sau đó thét giá cắt cổ. Dạ không, cháu dùng nước thôi ạ. Thôi chết rồi. Ví của tôi đâu rồi? Bác cứ kiểm tra kỹ xem có lẫn ở đâu không. Ví à? À, đúng là bác rồi. Có chuyện gì vậy? Vừa nãy cháu đi sau thấy chiếc ví này rơi ở dọc đường. Có chứng minh thư của bác nên cháu nhận ra. Nó đây phải không bác? Đúng rồi, tất cả giấy tờ của tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì đâu bác à. Đây coi như là quà cảm ơn. Cháu cầm lấy cho bác vui lòng. Ấy, bác đừng làm thế. Việc này là việc cháu nên làm mà. Cháu tốt bụng quá. Cảm ơn cháu. Vâng ạ. Cho tôi gửi tiền chị. Bác vừa nãy thấy cậu chỉ uống nước nên nói tôi làm bát phở này cho cậu để gửi lời cảm ơn. Cậu dùng tự nhiên nha. Bác ấy thanh toán tiền rồi. Dạ, cảm ơn bác. Cậu ăn đi, xem phở quán tôi có ngon không. Dạ, phở ở đây quả thật rất ngon. Mà bác ơi, bát phở này ở đây bao nhiêu tiền ạ? 20.000 cậu ạ. Trời, chỉ 20.000 mà nhiều thịt. Nước dùng cũng rất ngon, đậm đà thế này sao? Đã thế lại bao nhiêu là rau sống. Chăm tươi rất ngon nữa. Thế mà... Sắp về đến nhà ngoại rồi. Điều nữa đặc biệt quan trọng. Nếu có ai xin đi nhờ xe, cháu tuyệt đối không được dừng xe. Không cho đi nhờ, cháu không thể biết được họ có âm mưu gì đâu. Chào cháu, cháu có thể cho chú đi nhờ xe được không? Vợ chú có chuyện đang ở bệnh viện tỉnh mà xe lại hỏng. Vâng, cũng may cháu mang thêm mũ bảo hiểm nữa. Cảm ơn cháu. Quái, sao thằng Kiệt mãi chưa đến nơi nhỉ? Quái, con về rồi, con chào ngoại. Đi đường mệt không con, uống chén nước đi. Dạ. Alo, cậu Dũng à, cháu về đến nhà ngoại rồi. Thế nào, cháu có làm theo đúng lời hướng dẫn của cậu không? Có cậu ạ, cháu thực hiện đúng như lời cậu dặn luôn. Có thế chứ, kinh nghiệm của cậu thì chỉ có chuẩn thôi. Thế nhé, cháu cho cậu gửi lời hỏi thăm ngoại. Dạ. Cậu Dũng dặn gì cháu vậy? Chẳng là cậu truyền cho cháu một ít kinh nghiệm đi đường. Cậu nói không được dừng lại nhặt đồ rơi, không được ăn hàng quán bên đường, và đặc biệt không được dừng xe cho ai đi nhờ cả. Thế cháu thực hiện đúng như cậu dặn không? Dạ, cháu... Cháu hoàn toàn không làm theo lời cậu dặn. Thế mà cháu vẫn nói với cậu là cháu thực hiện theo cậu là sao? Cậu truyền lại kinh nghiệm của cậu là điều quý báu, cháu nên nghe theo. Tuy nhiên, trên thực tế mọi kinh nghiệm đâu hẳn là chân lý. Mỗi hoàn cảnh một khác mà ngoại. Dạ, dạ, cháu của ngoại đúng là thành người lớn thật rồi. Dũng khí của những con thú nhỏ. Bẩm Ngọc Hoàng, những con thú nhỏ trong rừng này sống hòa thuận vui vẻ, và đặc biệt chúng đều rất lanh lợi. Chúng luôn biết cách trốn một cách khéo léo những con thú lớn ăn thịt. Vì thế những con thú nhỏ bé này đều có thể sống rất lâu ạ. Ừ, quả là những con thú nhỏ đáng yêu. Nhưng khu rừng này trước giờ yên bình quá, ta muốn thử khả năng ứng biến của chúng đến đâu. Thổ địa, ông có cao kiến gì không? À, thần có cách này, Ngọc Hoàng xem có được ạ. Mùa khô sắp kết thúc, mùa xuân lại sắp về rồi. Lúc đó cả khu rừng lại tràn ngập hoa thơm quả ngọt. Bọn mình lại tha hồ nô nước chảy hội, thật tươi đẹp biết bao. Phải rồi, đồng ý, đồng ý. Hả, có chuyện gì vậy các bạn? Ôi lửa, cháy rừng rồi, mau chạy đi các bạn ơi. Sao
không được. Mình phải thật bình tĩnh. Mình phải làm gì đó để dập tắt đám lửa này. Cậu đừng cố chạy trốn nữa, hãy cùng tớ dập lửa đi. Dập bằng cách nào? Tớ nhúng lông vào nước rồi vẫy lên dập lửa, còn cậu tát nước lên đám lửa nha. Làm vậy liệu có được không? Sóc ơi là Sóc, cậu đang cố làm cái gì vậy hả? Lẽ nào cậu không hiểu, tiếp tục làm như thế đối với một ngọn lửa khổng lồ là không có tác dụng gì không? Mau chạy nhanh đi. Có lẽ sức của tớ không đủ dập tắt được lửa, nhưng tớ tin rằng bằng tất cả nỗ lực của mình, chí ít cũng cứu được vài sinh mạng nhỏ trong rừng chứ. Không được đâu, lửa lớn lắm, chúng ta nhỏ bé thế này thì làm được gì? Chạy mau đi. Không, tất cả chúng ta cùng họp lại sẽ có thể dập được lửa đấy. Hãy cố gắng lên chứ, và biết đâu nhờ vào sự kiên trì đoàn kết của chúng ta có thể cảm động Ngọc Hoàng để ngài cho trận mưa to dập tắt trận lửa này không chừng. Mau lên, xuống hết đây giúp tớ một tay đi. Bọn mình bị lửa bao vây rồi, phải làm sao bây giờ? Bọn mình sẽ bị tiêu trụi mất. Quả là những con vật đầy dũng khí, các con xứng đáng sống một cuộc sống tươi đẹp. Ngọc Hoàng, là Ngọc Hoàng đã thử chúng ta, đám lửa đã biến mất rồi. Tuyệt quá. Nhìn kìa các cậu, mùa xuân đã về rồi. Chiền chiện và đàn con. Năm nay thời tiết thuận lợi, không bỏ công ta chăm sóc thế nào cũng được mùa. Chà, bắp nào bắp nấy cứ chắc nịch. Có lẽ phải nhờ mấy ông bạn láng giềng đến giúp thu hoạch mới được. Nhà có hai vợ chồng thì thu hoạch đến bao giờ mới xong? Mẹ ơi, con thấy ông chủ ruộng ngô nói là sắp nhờ hàng xóm đến đây để thu hoạch ngô đấy. Nhà mình có nên chuyển ngay đi không? Nhỡ mai họ đến chặt hết cây thì mình phải làm thế nào ạ? Không cần phải vội, ông ấy tính nhờ đến bạn bè thu hoạch thì cứ từ từ. Sao mẹ lại nói thế? Chuyện nhờ vả là bình thường mà. Thì con cứ chờ xem nhé. Không thể chờ lâu hơn được nữa. Ngày hôm nay mình phải gặp anh em họ hàng xem họ có thu hoạch giúp mình vào ngày mai không vậy. Mẹ ơi, dọn nhà đi thôi. Người nông dân nói sẽ nhờ họ hàng đến thu hoạch ngô vào ngày mai đấy. Dọn nhà, chuyển đến nơi khác thôi. Cứ từ từ đã con. Từ từ gì nữa ạ? Nhỡ đâu... Các con đừng có sợ,
sao lại không sợ hả mẹ? Con thấy cánh đồng ngô bát ngát này không? Cả khu này nhà nào cũng trồng ngô. Những người láng giềng và họ hàng làm gì có người rảnh mà giúp ông ta được. Họ cũng bận ngập đầu phải thu hoạch ngô của họ chứ. Vậy hả? Vậy khi nào mình mới phải chuyển nhà? Cái đó còn phụ thuộc xem người nông dân kia nói gì đã. Như vậy là sao hả? Con thật sự không hiểu. Con hãy chú ý xem lần sau người nông dân nói gì và cho mẹ biết nha. Dạ, vâng ạ. Mẹ ơi, hôm nay bác nông dân ấy nói là phải tự mình thu hoạch ngô đấy ạ. Ta không thể chờ bạn bè và họ hàng của mình được nữa. Phải tự làm lấy vào ngày mai thôi, không thì làm sao kịp tra hạt cho vụ tới chứ. Vậy à, vậy thì chúng ta phải chuyển nhà thật rồi. Sao mẹ lại biết? Như vậy là bác ấy đã không ỷ vào người khác nữa. Bác ấy đã quyết định tự làm. Mà đã tự làm thì mẹ con mình phải chuyển ngay con ạ. Hóa ra là vậy. Người chỉ yêu bản thân mình. La 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 la. Ôi, chàng mới thật tuấn tú làm sao. Hỡi chàng trai, chàng đang làm gì ở đây vậy? Bắn trượt mất rồi. Chào chàng trai. Chàng có thể nói cho em biết chàng đến từ đâu không? Vẻ đẹp của chàng đã cuốn hút tâm hồn em. Khoan đã chàng ơi, trái tim em đã thuộc về chàng, hãy mang em đi theo. Nàng là ai? Đừng làm phiền ta nữa. Trên thế gian này, ta không yêu ai ngoài bản thân mình. Chàng ơi! Chàng ơi! Này chàng trai, ta là nữ thần tình yêu. Cô gái mà lúc nãy chàng gặp đã trót yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì chàng không quan tâm đến tình cảm của cô ấy, nên trái tim của cô ấy đang vỡ vụn. Chàng có thể quay lại an ủi nàng không? Tại sao ta phải quay lại? Việc cô ta yêu ta thì có liên quan gì tới ta đâu. Ta không yêu cô ta, ta không quan tâm tới cô ta. Hãy tránh đường cho ta đi. Hãy giúp cô ấy. Cô ấy vì nhớ thương chàng nên mỗi ngày một héo úa. Chàng hãy nhìn xem. Đó không phải là việc của ta. Thôi, ngươi đừng tiếp tục làm phiền ta nữa. Hãy tránh ra cho ta đi. Này, chàng trai, ngươi đã tỏ ra quá kiêu ngạo và không thèm để ý quan tâm đến tình cảm của người khác. Cách xử sự ngươi đã làm tổn thương đến trái tim nhạy cảm của nữ thần núi Echo xinh đẹp. Chẳng nhẽ ngươi không thấy xử sự như vậy là quá đáng sao? Ta không có lỗi gì cả. Tại sao ta phải để tâm tới cô ấy chứ? Ta chính là nữ thần hạnh phúc. Sự kiêu ngạo của anh không những làm tổn thương nữ thần núi mà còn xúc phạm đến ta. Ta nguyền cho anh sẽ yêu phải một người mà người đó sẽ không yêu anh. Anh sẽ phải chịu đau khổ như nữ thần núi ê cho. Ta sẽ không bao giờ vấp phải lời nguyền đó đâu. Vì ngoài chính bản thân ta, ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu ai cả. Bản thân ta đã quá đẹp đẽ và hoàn hảo. Sẽ không ai xứng đáng để ta yêu ngoài bản thân mình. Người quả thật là người đàn ông kiêu ngạo nhất thế gian. Một người kiêu ngạo và không yêu ai cả, không xứng đáng để có được hạnh phúc. Thôi, các ngươi đừng chặn đường làm phiền ta nữa. Hãy tránh ra để ta đi. Ngươi sẽ nhận được những gì mà ngươi đáng được hưởng. Chà, may quá, có con sông. Ta phải xuống đó múc nước uống mới được. Ôi, sao lại có người đẹp nhường này. Hãy đến với ta, hỡi người yêu dấu. Ôi,
sao lại lạnh lẽo thế này? Người yêu dấu đâu rồi? Người yêu dấu ơi, đừng bỏ ta đi. Người tôi yêu đây rồi. Làm sao để người đến với ta bây giờ? Sao chúng ta lại cứ bị ngăn cách bởi mặt nước lạnh lẽo thế này? Trời ơi, ai còn có thể đau khổ hơn ta được đây? Vì sao chúng ta không thể đến được với nhau? Ôi, hay bóng hình này chính là ta chứ không phải là ai khác. Ta đã yêu chính bản thân ta mất rồi. Ôi, ta mệt quá. Người yêu ơi, chỉ có cái chết mới chấm dứt được cuộc tình đau khổ này. Không, không, người không thể biến mất được. Ít ra, người hãy để ta ngắm nhìn người thêm lần nữa. Đừng đi, đừng rời bỏ ta. Trời ơi, ta mệt quá. Vĩnh biệt. Thật tội nghiệp, một kẻ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, tất sẽ chết vùi trong cô đơn và tuyệt vọng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!